Đủ kiến thức, ok. Cậu mới luôn, chả sao cả. Mẹ chơi một chút. Thì tranh thủ cái lúc mà chờ game mà ra cậu mới thì mình cũng muốn phân tích cho anh em một tí. Đó là gì? Kawin ấy, nó là game mới. Thì chắc chắn là cái tỷ lệ cao nó sẽ nhả cho anh em. Đúng không? Nó sẽ nhả cho anh em. Thế nên là anh em cứ mạnh dạn anh em chơi, nhưng mà phải chơi với có chừng mực anh em nhé. Game mới đúng là nhả thật, nhưng mà nó sẽ nhiều lúc là nó sẽ vẫn bị anh em từ ngoài cái cách là nó cài người đánh anh em này, đúng không? Nhưng mà đối với con game Long Hổ thì nó lại không có cân cửa anh em không, hiểu không? Thế đây là mình dù cài thế nào thì mình vẫn thế thôi anh em ạ. À, vẫn vậy thôi. Rồi quy à. Thì link tải còn cao win mình sẽ để dưới phần mô tả cho anh em nhé. Một mô à, một lộ hai lau đi. Nói chung là khi mà anh em bắt đúng chuẩn cầu của con game Long Hổ này thì nó lại thành dễ. Chúng ta tìm kiếm một chuỗi thắng thôi anh em, chúng ta tìm kiếm một chuỗi thắng thôi là hợp lý rồi. À, tìm kiếm một chuỗi thắng thôi là chúng ta sẽ có cơ hội đu thắng. Thế thôi anh em ạ, có ngay 20k rồi. 25 thì bọn em sẽ đánh hộ nhá, 15k anh em ạ. Đánh luôn 19k đây. Ui dồi ôi, chưa gì đâu hoa luôn này. À thấy chưa? Thì đầu tiên là anh em phải xác lập được cái cấu trúc cầu nhá. Anh em phải xác lập được cấu trúc cầu của con game Long Hổ này thì anh em đánh mới dễ được. Đấy. Để xem con này đánh kiểu gì nào. Rồi ok, 68. 68 anh em ạ. Thì chúng ta có 37k rồi nhá. Đây, ví dụ như ván này thì nó sẽ hơi khó xíu anh em ạ. Những cái ván mà nó không chắc chắn thì anh em bỏ đi, anh em đừng đánh. Anh em hiểu không? Đấy, anh em bỏ đi, anh em đừng đánh. Thì vốn nhỏ, anh em vốn nhỏ thì chắc chắn ván nào chắc thì mình mới đánh được. Ngoài ra ấy, thì đối với con game Long Hổ thì anh em có thể ăn non được. Đấy, ăn non là như nào? Ăn non là anh em dùng một cái số vốn lớn. Đấy, ví dụ khoảng tầm độ là 5 củ, 10 củ gì đấy. Sau đấy là anh em sẽ đánh lên ví dụ lại khoảng 200-300 nghìn anh em nghỉ. Đúng không? Tức là chúng ta sẽ dùng một số vốn lớn và chúng ta sẽ kiếm một cái số lãi nhỏ. Đấy, sau đấy chúng ta sẽ dừng. Người ta gọi là ăn non. Và đều đều mỗi ngày như vậy thì nó sẽ dễ đủ rồi gì rồi. Tiếc thế nhỉ. Đấy thì chúng ta sẽ ăn non là như vậy anh em. Hộ đi. Bạn này tỷ lệ hộ cao lắm nha anh em nhé. 50k luôn này. Thì ván nào chắc thì anh em thể đánh mạnh hơn chút nữa cũng được, không sao hết. Rồi hợp lý đúng không? Hợp lý. Còn nếu như mà hoặc có cách khác, ví dụ anh em nói là với 100k này thì chỉ có cách đánh là 100k đánh 100k lên 150k ta nghỉ, hoặc lên 200k ta nghỉ thôi. Chứ còn cũng chẳng có cái cách nào đâu các bạn. Cũng chẳng có cách nào đâu. Bây giờ 100k mà ăn non thì chỉ có kiếm được 10-20k là nghỉ thì cũng không đáng đúng không em. Đấy, mà cái có điều quan trọng là bây giờ 100k thì chơi đến 200k hoặc là 150k thì dịch thôi. Thì anh em cũng phải có một cái chiến lược nó cụ thể là như vậy nha. Một chiến lược cụ thể là như vậy. 1-2-2-1-2. Còn này có 2-1-2-1 à. Ok, bạn này đánh long đi. Đánh long 25k này. 25k này. 4 này. Ui rồi ôi. Căng thế nhỉ. Buồn quá anh em ạ. Thôi về hộ thì mình đánh hộ tiếp đi. Ván này đánh hộ 50k thôi anh em ạ. Cứ phải bình tĩnh nhá. Sáu này. Tám này. Được rồi anh em ơi. Để xem đủ 200k chưa nào. 48k vẫn chưa đủ, thiếu 2k anh em ạ, thiếu 1k thôi. Thì mình nghĩ là này là sẽ đi một chuỗi nhỉ, mình nghĩ là sẽ đi một chuỗi. Một chuỗi long hoặc là một chuỗi hổ thì mình đánh chuỗi hổ đi, mình đánh 2k thôi, tại vì sao? Mình có thiếu có 1k thôi anh em, để có ham anh em nhé. Gì này? Ui rồi ôi, gì vẫn thắng anh em, gì vẫn thắng. Ảo thật đấy. Đó thế thôi. Đúng không? Lên 200k rồi thì đơn giản nó thế thì nghỉ thôi anh em. Đấy, thế thì thử thách thì anh em đặt ra rồi thì mình cũng hoàn thành rồi.
Thì cái yếu tố ở đây là gì? Chúng ta phải biết quan sát, có chiến lược cũng như là cách đánh hiệu quả anh em nhé. Đó, ok, thì mình sẽ dừng clip ở đây và hẹn mọi người trong những clip sau. Thì anh em thấy đấy, cầu như nào thì mình đánh như vậy, chứ mình cũng chẳng bao giờ anh em nói là ok, game mới ra thì tôi đi cùng lùa gà cái thứ, thì anh em tin hay không thì tùy. Tại vì sao? Tôi là người chơi, anh em tiền của tôi là tôi đánh. Đấy. Và nhìn thực tế cầu nó đi như nào tôi đánh y chang như thế, mà anh em có nói này nói kia thì tôi chịu nhá. Được rồi, thôi thì tôi sẽ dừng clip ở đây và hẹn anh em trong những clip khác. Anh em còn thử thách hoặc là muốn tôi làm về con game nào ở trong cái con game cao huy này với vốn như nào thì anh em thì comment xuống dưới nhá. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo của tôi.